Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam California, 16.12 miền Bắc California và Galaxy 19 cho toàn tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Xin cùng viên Trang Lương và Bảo Khanh xin thân ái kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy đi qua phần điểm tin. Tổng thống Ukraine nói các cuộc đàm phán với Nga được xem là tích cực, nhưng không giảm việc phòng thủ. Binh sĩ Ukraine kiểm tra ngôi làng bị hư hại gần Kyiv được chiếm lại từ quân Nga. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden biến việc tư hình thành tội ác căm thù, ký luật Emmett Till. Đốt cháy các rào cản, người Haiti biểu tình yêu cầu chấm dứt bạo lực băng đảng và bắt cóc. Hoa Kỳ cấp phép mũi tiêm tăng cường COVID thứ hai cho người Hoa Kỳ từ 50 tuổi trở lên. Kính thưa quý vị, phần tin đầu tiên chi tiết ngày hôm nay, Tổng thống Ukraine nói các cuộc đàm phán với Nga được xem là tích cực sẽ do sứ ngôn viên Bảo Khanh trình bày. Xin mời quý vị cùng đón xem. Kính thưa quý vị, bản tin chi tiết đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay đã cho biết là Tổng thống của Ukraine đã nói là các cuộc đàm phán với Nga được xem là tích cực, nhưng không giảm việc phòng thủ. Tổng thống của Ukraine, ông Volodymyr Zelensky vào hôm thứ Ba đã cho biết là các tín hiệu từ các cuộc đàm phán hòa bình với Nga có thể được xem là tích cực, nhưng cũng nói thêm rằng chúng không áp được tiếng nổ từ đạn pháo của Nga. Trong một bài phát biểu vào đêm muộn, ông Zelensky cũng đã bày tỏ sự thận trọng về lời hứa của Nga là sẽ cắt giảm mạnh hành động quân sự ở một số khu vực và cho biết là Ukraine sẽ không giảm bớt các nỗ lực phòng thủ của mình. Nga và Ukraine đã và đang tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình tại một cung điện ở Istanbul. Ông Zelensky cho biết là Kyiv không có lý do gì để tin vào những lời từ một số đại diện của Nga. Trước đó thì Nga thông báo là sẽ giảm quy mô các hoạt động quân sự xung quanh thủ đô và phía bắc của Ukraine. Tuy nhiên, ông Zelensky nhận định bất chấp lời hứa này, tình hình vẫn chưa trở nên dễ dàng hơn. Quân đội của Nga vẫn có khả năng cao tiếp tục các cuộc tấn công chống lại đất nước của chúng tôi. Ngoài ra, ông Zelensky đã nhắc lại rằng, để bất kỳ một thỏa thuận hòa bình nào có hiệu quả, Nga phải rút quân, đồng thời không thể có một thỏa hiệp về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Các giới chức quân sự cấp cao của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua cũng nói là Nga bắt đầu rút một số đơn vị gần thủ đô Kyiv, trong đó có các nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn, đồng thời chỉ tập trung lực lượng ở miền Nam và miền Đông của Ukraine. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo Nga có thể đảo ngược hành động trên bất cứ lúc nào. Binh sĩ Ukraine kiểm tra ngôi làng bị hư hại gần Kyiv được chiếm lại từ quân Nga. Các binh sĩ Ukraine đã kiểm tra một ngôi làng bị hư hại vào hôm thứ Ba ở vùng Kyiv được chiếm lại từ lực lượng Nga. Những ngôi nhà bị hư hỏng nặng có thể được nhìn thấy ở bên đường khi được quay từ một chiếc xe hơi đang di chuyển. Một số xe bus, sân chơi cho trẻ em và các tòa nhà dân cư cũng bị hư hại. Tại một trong những ngôi nhà thì những người lính đã tìm được một chú chó bị bỏ rơi. Nó bị chủ của nó bỏ lại khi họ chạy trốn khỏi bạo lực. Bavaria, tên của con chó theo các tài liệu được tìm thấy bên trong ngôi nhà, đã bị lính đưa đi. Họ hy vọng là có thể giúp nó đoàn tụ với chủ nhân của nó. Hôm thứ Ba thì Nga hứa sẽ giảm quy mô các hoạt động quân sự xung quanh Kyiv và một thành phố khác. Nhưng Hoa Kỳ cảnh báo mối đe dọa vẫn chưa kết thúc khi Ukraine đề nghị áp dụng quy chế trung lập trong một dấu hiệu tiến triển trong các cuộc đàm phán trực tiếp. Các cuộc đàm phán diễn ra trong một cung điện ở Istanbul sau hơn một tháng khi cuộc xâm lược của Nga trở thành cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào một quốc gia châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, khiến hàng ngàn người thiệt mạng hoặc bị thương, buộc gần 4 triệu người phải chạy ra nước ngoài khi khiến nền kinh tế Nga bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden biến việc tư hình thành tội ác căm thù, ký luật Emmett Till. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào hôm thứ Ba đã ký ban hành đạo luật liên bang đầu tiên quy định việc tư hình là một tội ác căm thù, đề cập đến lịch sử các vụ giết người phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ, sau khi Thượng viện đã thông qua dự luật vào hồi đầu tháng này. Luật được đặt tên là Emmett Till, là tên của một cậu bé da đen 14 tuổi đã bị sát hại dã man ở Mississippi vào đầu năm 1955. Dự luật có thể truy tố bất kỳ âm mưu thực hiện tội ác thù hận nào
dẫn đến tử vong hoặc là thương tích nghiêm trọng trên cơ thể. Phó Tổng thống là bà Kamala Harris cũng đã cảnh báo tư hình không phải là chuyện của quá khứ, khi cho rằng các hành động khủng bố chủng tộc vẫn đã xảy ra ở Hoa Kỳ. Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật vào đầu tháng này, bởi lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, ông Chuck Schumer đã nói rằng việc trì hoãn thống nhất một biện pháp liên bang là vết nhơ đối với đất nước Hoa Kỳ. Vào tháng 8, FBI cũng đã cho biết số vụ tội phạm thù hận ở Hoa Kỳ đã tăng trong năm trước, cho lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua, do sự gia tăng các vụ tấn công nhằm vào nạn nhân da đen và nạn nhân gốc Á. Tổng thống Joe Biden, người được sự ủng hộ từ các cử tri da màu, đã giúp đưa ông lên chức tổng thống, cũng cho biết là luật không chỉ nhằm giải quyết các tội ác trong quá khứ. Đề cập đến một cuộc biểu tình của những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng ở Virginia vào năm 2017, ông nói, đó là hiện tại và tương lai của chúng ta. Sự thù hận chủng tộc không phải là một vấn đề cũ, đó là một vấn đề dai dẳng. Đốt cháy các rào cản, người Haiti biểu tình yêu cầu chấm dứt bạo lực băng đảng và bắt cóc. Người biểu tình ở Haiti đã xuống đường tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti hôm thứ Ba để yêu cầu chấm dứt tình trạng mất an ninh gia tăng đã tấn công hòn đảo Caribbean trong những tháng gần đây. Những người biểu tình diễu hành chống lại bắt cóc, giết người và hãm hiếp mà họ nói rằng đang diễn ra hàng ngày mà không bị trừng phạt. Những người biểu tình đã phong tỏa các con đường và đốt phá các chướng ngại vật để yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Ariel Henry làm nhiều hơn nữa để giải quyết làn sóng tội phạm. Ngày 16 tháng 10 năm 2021, các giới chức an ninh Haiti cho biết là khoảng 17 nhà truyền giáo người Mỹ cùng với gia đình bao gồm cả phụ nữ và trẻ em đã bị một băng đảng bắt cóc ở thành phố Port-au-Prince. Hỗn loạn chính trị ở Haiti kéo dài đã nhiều năm, các vụ bắt cóc dân thường ngày càng tăng và bất kể người giàu hay nghèo. Tuy đã quen với tình trạng này nhưng việc một nhóm người Mỹ trở thành nạn nhân khiến không ít người cảm thấy sốc. Người ta ước tính các băng đảng vũ trang hiện đã kiểm soát khoảng một nửa thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Chúng nã súng vào xe bus trường học và bắt cóc người ngay trên phương tiện công cộng. Cuộc biểu tình ở Port-au-Prince trùng với lễ kỷ niệm 35 năm ngày ký hiến pháp của đất nước. Hoa Kỳ cấp phép mũi tiêm tăng cường coronavirus thứ hai cho những người dân Hoa Kỳ từ 50 tuổi trở lên. Trích dẫn dữ liệu cho thấy khả năng miễn dịch suy yếu và những rủi ro do các biến thể Omicron của virus đã gây ra. Các giới chức y tế của Hoa Kỳ vào hôm thứ Ba đã cho phép tiêm liều tăng cường coronavirus thứ hai của hai loại vaccine coronavirus đã được sử dụng phổ biến nhất trong những người từ 50 tuổi trở lên. Giám đốc truyền thông của Tòa Bạch Ốc là Kate Bedingfield đã vào hôm thứ Ba trong một cuộc họp báo đã cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ra quyết định về việc ông có nhận tiêm mũi tăng cường coronavirus thứ hai hay không với sự thẩm vấn của bác sĩ. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ cũng cho biết là mũi tiêm tăng cường mới, mũi tiêm thứ tư, cho hầu hết những người nhận vaccine của Pfizer-BioNTech và Moderna-BioNTech ít nhất là 4 tháng sau liều trước đó. Các mũi tiêm tăng cường này nhằm cung cấp khả năng bảo vệ nhiều hơn, chống lại bệnh chuyển nặng và nhập viện. FDA cũng cho biết là mũi tiêm tăng cường thứ hai cho những người trẻ tuổi có hệ thống miễn dịch bị tổn hại, những người từ 12 tuổi trở lên đối với mũi Pfizer-BioNTech và 18 tuổi trở lên đối với Moderna. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ CDC cũng đã ủng hộ sự cho phép của FDA và kiến nghị tiêm bổ sung đặc biệt cho những người lớn tuổi và những người có bệnh lý nền khiến họ có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao hơn. Kính thưa quý vị, sau đây chương trình sẽ tạm dừng trong giây lát và xin được gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Trang Lương cùng với sứ ngôn viên Bảo Khanh sẽ sớm quay trở lại với quý vị với những tin tức nổi bật như Moscow nói Liên Âu là tự sát nếu loại bỏ năng lượng Nga, hay Thủ tướng Israel nói chúng ta đang bắt đầu một thời gian đầy thử thách. Xin mời quý vị hãy tiếp tục giữ làn sóng và theo dõi chương trình.